nhanh lên các cháu ơi. Nhanh lên, nhanh lên. À, đi tập thể dục một tí nào. Sao ở đây họ trồng ngô không trồng hết đi nhỉ? Trồng mỗi một tí là nào. Cái người ta lựa chỗ nào tốt thì người ta mới trồng nữa cậu. Nào tránh 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 xe, tránh nào. Xe. Tránh xe nhá, tránh nấp xe nhá. Tránh ăn nấp. Nào đi tập thể dục một tí nhá, coi như là đi tập thể dục đi. Ở đây bà con đi xe rất là nhanh. Nhanh nhanh không cực biết kỳ họ đi số mấy nhưng mà mình cũng xe mình cũng thế nhưng mà cảm giác đi vẫn là hơi chậm đúng không? Chào Tuấn xin được kính chào toàn thể các bác cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người tiếp tục quay trở lại với cả hai kênh Chào Tuấn cùng với Minh Hiếu. Buổi chiều ngày hôm nay tranh thủ khi mà trời vẫn còn chưa mưa. Hai cậu cháu cùng với các cháu đi tập thể dục một tí. Ra nói là đi tập thể dục, đưa các cháu đi xem cái chỗ đất của các cháu xem là sau khi mà đã xem cái phần tài chính ấy, vẫn còn dư. Và đặc biệt là về cái cậu xính này còn đứng ở giữa cái ranh giới mong manh là giữa đi học và không đi học. Thì cháu Tuấn cùng Minh Minh Hiếu là xem là có thể là trồng cái gì cho các cháu không? Thay thế cây ngô này. Đúng rồi, đúng rồi. Cây ngô thì là cái cây truyền thống rồi. Đấy, còn bây giờ thì các cháu chào các ông các bà tí nhá. Nào. Chú cháu chào các bà, các cô các bà. Rồi, tuyệt vời, tuyệt vời. Đấy. Thì như bạn ấy là mình hiểu, cho Tuấn cũng đã thông tin cho các bác nắm được một chút là về cái dự định tương lai của ba cháu ấy, Xính, Mỹ, Minh ấy, sau khi mình Hiếu cùng với cháu Tuấn đã tha xe. Âu rồi, xe không nổ, xe không còn không để ý đấy. Bây giờ chị em ở đây đi xe phải nói là đỉnh của chóp. Đang nói giờ là về cái sau khi thông tin cái tài chính ấy thì số tiền còn dư của nhà các cháu là cũng tương đối là nhiều. Ngày hôm nay thì mình Hiếu cùng với cháu Tuấn là đi khảo sát cái đất của các cháu xem là có thể là nghiên cứu xem là trồng cây gì nó hợp lý, nó hợp và khác với cây ngô một tí nhà Tuấn. Vâng. Nếu mà làm được thì mình có thể làm một cái dự án cây ăn quả gì đó. Quy mô to to tí nhỉ? To to tí. Còn đó mình làm cái cây rau kia là nó cũng to so với các cháu rồi. Thực ra là vào chỗ này thì Minh Hiếu cùng với cháu Tuấn thì cũng chưa biết được là họ làm rau như thế nào. Nhưng mà không thấy ai rào vườn cả. Ra thì họ làm ở xa nhà, không ở gần nhà đâu. Không ở gần nhà như cậu Xính này đâu. Người ta phụ thuộc vào thiên nhiên hết đấy. Thế là trồng ở những cái chỗ đám nương nào mà tốt tốt ấy thì người ta sẽ trồng ở đấy. Khi mà đi nương về thì người ta sẽ kèm rau đi về luôn, chứ không phải là rào giống như kiểu trước cửa nhà như mình thì đâu. Mình đi 3 phút là có rau ăn, người ta đi 30 phút còn chưa có. Đi 30 phút xong về, ví dụ khách ở nhà ngồi đợi, ví dụ đang nói trường hợp ví dụ như thế đúng không? Khách đúng ở rồi. Nhà ngồi đợi. Vợ con đi vắng nhưng là khách ở nhà vẫn ngồi đợi đúng không? Là đi nhà rau về đấy, nương đi về 30 phút nữa thì có khi khách lại đợi lâu quá lại khách lại đi về trước. Đấy, phải nói là ở đây thì có thể nhìn thấy cái khu đất của Xính là tương đối là rộng, phải không Xính? Từ chỗ cua này là đất của Xính à? Phải không? Kia. Hả? Thế chỗ này phải chỗ không? Chỗ cỏ voi là không phải đâu chỗ đúng không? Chỗ cỏ này phải không? Chỗ cỏ voi phải à? Ô, thế cỏ voi này cũng phải à? Phải. À, thế là chả là bắt đầu từ chỗ cua này đúng không? Có phải không? Hả? Kia nhá. Đến chỗ nào, đến chỗ nào? Hay là chéo đến chỗ này là không phải của Xính rồi? Từ chỗ này ra chỗ này không phải của Xính rồi? Chỗ cỏ này vẫn phải của Xính à? Không? Chú cô là phải, chú cô là anh quả trồng. Anh quả trồng á? Là vẫn phải đất của Xính đúng không? Có phải không? Phải. À, cho anh quả trồng à? Như đất của Xính hay đất của quả? Đất của các cháu. À, đất của cháu à? Phải. Ồ, thế sao lại? Phải nói là đất rất là dốc các bác ạ. Nhìn lên là cũng cảm giác dốc rồi, nhưng mà bây giờ lên đi cho các bác nhìn xuống nữa là mới thấy cái độ dốc của nó. Thì với cái độ dốc như thế này thì thực ra là trồng cây ngô thì nó cũng không hiệu quả lắm đâu, không hiệu quả, không không tốt.
và người ta ở đây người ta cũng không biết là trồng cây gì rồi. Thì cái giải pháp an toàn và cái lựa chọn cuối cùng đó là vẫn là cây ngô. Đấy, gắn liền với cây ngô, với những cái mảnh nương. Thực ra là mình Hiếu thấy bà con này làm cực vất luôn, vất vả. Vất vả lắm. Ngày xưa nhà Minh Hiếu cũng thế. Vẫn làm ruộng, vẫn làm nương và hiện tại thì vẫn làm, nhưng mà có thể là mình làm một ruộng một vụ, xong là một vụ gì đó thì mình lại trồng cây ngô hay là trồng cây hoa màu gì đó. Ngày xưa là cũng như thế, kiểu này này, canh tác kiểu này. Sau một vụ ngô là coi như là đất vứt không. Rất là lãng phí. Và cái này thì theo Tuấn là dự án trồng làm cái gì được? Bây giờ phải hỏi xem các cháu là đất của các cháu đến đâu đã thì mới tính được. Đến đây à? Xính. Xính. Đến chỗ nào? Đằng trên kia này đến chỗ nào? Đây đây, xính ra đây. Đến dưới cột điện kia luôn á? Không, không đến dưới cột điện đâu. Cái chỗ kia. Chỗ con cây ngô kia xuống à? Có phải không? Có phải đây chỗ, đây. Chỗ này xính, có phải xính, đất xính không? Chỗ này phải không? Phải à? Thế cái chỗ mà từ đằng ngoài kia, cái chỗ mà cây ngô kia có phải là của xính hết không? Có phải không? Của chú Cớ. À, cái trên nhà của xính lên trên cao kia là của chú Cớ rồi đúng không? À, thế là nhà của xính là từ đâu? Nào, chỉ cho chú xem nào. Từ từ dưới đường này đúng không? Đến cái chỗ gốc cây chậu kia à? Xong rồi xuống dưới à? Có phải không? Xính xính chỉ xem nào. Từ đâu sang đâu nào? À, chỗ gốc cây gạo này thôi á. Xong rồi đến chỗ nào nữa? À, dưới gốc cây gạo này xuống dưới à? Phải không? Phải. À, thế bên kia không phải à? Bên chỗ cây cây vải á. Chỗ cái chỗ đường điện của A Xá. A Xá kia không phải à? Không phải đất cũng xính à? Dạ, phải chú Cớ. Phải chú Cớ à? À, khả năng cái chỗ cái của bác Hờ phải các xóm. À, xong lại bên kia nữa lại của xính tiếp à? À, thế ở giữa là của nhà chú Cớ, còn hai bên là của xính. Thế là xính cũng có khá là nhiều chứ nhỉ? Cái chỗ dưới làm này có phải không? Phải. À, dưới làm này là đến chỗ nào? Đến thửa nào? À, đến cái chỗ dưới của nhà, đến cái chỗ thửa cột điện kia à? Phải. À, xong rồi vòng sang bên kia, xong rồi vòng ở quanh nhà, xong rồi đằng chỗ gần nhà bác Hờ kia. Xong rồi lên đây nữa đúng không? Đúng. À đấy. Còn về nhìn cơ bản là như thế, chứ còn về mà chi tiết ấy, thì sẽ phải có người lớn đi cùng thì mới biết được là đến đâu. Chứ còn cậu xính thì cậu biết định hình là đấy như thế này. Chỉ sang bên kia thì ở giữa là của chú Cớ thôi. Còn ngày hôm nay thì cùng các cháu đi khảo sát qua một lượt xem là đến đâu, để còn biết là cái phần đất nó như thế nào, để trồng cây gì là hợp lý. Và tới này lại sẽ phải là xem xét là nuôi con gì nó hợp lý nữa cơ. Bây giờ là đang tính là phương án là trồng cây gì đó. Trồng cây gì? Thực ra là nếu mà mình mà lựa chọn được một cái loại cây nào đó mà nó hợp lý với cái điều kiện tự nhiên ở đây ấy, với cái thổ nhưỡng ở đấy ấy, thì các cháu là đỡ phải là trồng ngô. Đúng không? Đúng rồi, chính xác là như thế. Mà nghĩa là nó phải hiệu quả hơn chứ không phải là không thể là không hiệu quả cho là mình đưa vào cũng dở đúng không? Đúng rồi. Phải hiệu quả hơn cây ngô mà nó nhàn hơn cây ngô. Đấy, thế xính là có thích trồng cây không? Thích trồng cây gì? Bây giờ là ở gần nhà xính là có những cái quả gì? Có những quả gì kể tên cho chú nghe xem nào. Gồm những quả gì? Có quả gì nhỉ? Từ nhà chú Cớ cũng được. Nhìn qua thì gồm có những quả gì ăn được ấy. Hôm nọ mình ăn là quả đào gì? Này, mận này, đúng không? Xong rồi cây vải kia thì không tính. À, lê có cây lê đặc biệt là hiệu quả này. Cây lê này. Vâng. Cháu thấy cây lê ở quanh này là hầu như là cây lê nào cũng có quả nhé. Vâng. Năm nay ấy. Cây lê nào cũng có quả luôn. Mà đặc biệt là cực kỳ sai luôn. Giống như kiểu cây lê ở trước cửa nhà chú Cớ ấy. Ở nhà Cớ có một cây mà nhỉ? Nhà Cớ có một cây mà sai cực kỳ luôn. Tốt cực kỳ luôn. Thế là cái món kẹo bộ hay trâu ấy nhỉ? Đấy. Thực ra là cây lê thì nhà cậu cũng có rồi.
cũng đã trồng và năm nay phải nói là thực sự là rất là sai luôn các bác ạ. Cây lê ấy. Mận thì hôm nọ thì vào đây là cũng thấy mận ở nhà xính là cũng có nhiều. Mận có, mận lê có, đào có. Đào là đào địa phương thôi. Còn thực ra đào thì về cái nguồn tiêu thụ ở trên này thì nó hơi khó một chút về cái nguồn đào. Còn cây mận ấy với lại cây lê thì nếu mà mận đầu mùa thì nó còn dễ nhá. Mận đầu mùa cực kỳ là dễ luôn, 25.000 một cân mận thóc đầu mùa ấy. Nhưng mà thường thường là mận thì cháu thấy nó không có hợp lý mấy. Mận là chăm sóc nó không vất hơn là lê. Xong rồi là cái nó thời tiết ấy, nó ra trước thì nó lạnh, nó lại không có quả. Ở đây thì không biết là nó có hợp không. Không, nhưng mà cây mận là mình thấy là những cái cây mận gần nhà cớ kia là đợt cậu cháu mình vào là cũng sai phết đấy. Là cái loại này nó sau, nó ra muộn không. Hơn cái loại nếu mà mình trồng cái mận tam hoa hoặc là mận thóc là nó còn ăn trước ấy. Ừ, nó còn ăn trước cái loại kia đấy. Thì ăn trước thì sợ lại thời tiết lại không được ấy. Thì mình bảo là đang nghiên cứu cái này là không biết là thực ra là ở Đồng Văn không biết là họ không phân tích được cái, chắc là họ không phân tích được cái ở trên trại giống ấy, họ không phân tích được cái chất đất này. Ừ. Nó thì người ta cũng trồng đâu mùa mà nhỉ? Ôi trên đấy nó có hết mà. Ủa, trên đấy nó còn lạnh hơn cả chỗ này đấy. Ở đấy nó lạnh hơn nó hợp với cái lê. À. Cái lê nó hợp cực kỳ luôn. Ừ. Đấy thì bây giờ xem là trồng cây gì hợp lý thì còn phải phụ thuộc ôi vào. Rồi ôi tập đoàn này. Thổ nhưỡng nữa. Rau chì. Rau chì. Rau bùa. Rau nhùi, rau à. Rau bùa. Rau gài. Cái bùa. Rau bùa. Ồ. Rau lợn thôi. Các cháu này, các bác nhìn thấy. Các cháu ở vùng cao là tầm cái tuổi như này là đều làm việc hết. Mỗi bạn là một cái củi tấu bé bé là đi làm việc rồi. Đấy. Thì thực ra là cũng không biết là cái mận là thì mận tam hoa thì chưa thấy ai trồng ở đây. Mận thóc thì cũng chưa. Đấy, còn cây lê là nhà cớ là có rồi, lê nhà cớ là giống lê cầu à? Ngọt như thế à? Ngọt như thế, to, quả nó to. Thực ra là ở đây nó còn chưa kịp to thì trẻ con đã hái rồi ấy. Nó còn chưa kịp chín như lê nhà cậu đâu. Đấy, lê đấy thì nó cũng to nhưng mà cái tầm cỡ là nó không to như ở lê nhà cậu đâu. Lê nhà cậu to hơn, lê nhà cậu to bằng đấm đấm ấy đúng không? Đúng rồi. Không, như này mà có quả nếu mà mình chẳng mình không chăm được, với lại nó nhiều quả quá là mình phải có thời gian bứt và bọc vào. Đấy thì nó mới có quả to như này luôn. Đấy, hai quả một cân luôn. Hai ba quả đấy một cân, rất là to. Thì cậu đang tính nếu mà ở đây nó thời tiết nó vẫn có một tí xe lạnh mà. Nó vẫn hơi lạnh so với chỗ mình ấy. Mà nó vẫn hơi lạnh so với chỗ lạnh hơn cậu cháu mình. Thì cây lê khả năng là hợp lý đúng không? Nhưng mà bây giờ xem nào. Điều kiện thời tiết thì khả năng là nó sẽ hợp với cây lê đấy nhỉ. Bởi vì là cháu đi một vòng đây hầu như là tất ở trong cái chỗ xã này cháu đều đi rồi. Và cũng thấy ở chỗ nào thì năm nay lê nó cũng được thượng. Cũng khá là nhiều. Được thượng lê nhiều đây, năm nay nó bán đầy đấy. Bán được nhiều. Được thượng lê nhiều nhá, ở trên ở Du Già kia nó cũng những cái thôn mà nó ở trên cao ấy, nó cũng trồng lê cực nhiều luôn. 10.000 một cân đấy nhỉ. 10.000 một cân, hai quả một cân nếu mà tốt. Cứ tính là 4 quả đi. Đúng không? Hai quả một cân, cái loại quả bé mình không chăm sóc được thì 4 quả một cân. Một cân 10.000 thì một tạ thì 100.000 thì chả đỡ hơn là trồng ngô đúng không? Đúng không Sinh? Thế là khả năng hôm nào chú đón sang nhà chú xem quả nha. Thích không? Thích sang không? Thích sang thì hôm nào sang nhá. Một cân 10.000. Một yến 100.000. Một tạ nó phải 1 triệu chứ. Một tạ là 1 triệu rồi. Một tạ 1 triệu chứ. Một yến 100.000 chứ. Nhưng mà đang tính là các bác ạ, bởi vì là Minh Hiếu cùng với cháu Tuấn đang tính là mình trồng cây ăn quả. Thì mình vẫn có thể là mình trồng sen với cây ngô được. Vẫn còn trồng cây ngô được đúng không? Đây là trong thời vụ khoảng tầm 3 năm đầu là vẫn có thể trồng sen kẽ vào được. Vẫn trồng được bình thường mà. Vẫn trồng được, chẳng qua là như nhà cậu là cậu không có thời gian, cậu không trồng được thì bỏ không thế thôi. Ví dụ cái khoảng cách giữa hố này hố kia của nó là 5 mét vuông, và 5 mét thì từ đây ra chỗ camera đang đứng kia thoải mái, mà khoảng giữa này thì vẫn trồng được. Nó
5 năm đầu thì nó chưa lên lớn đâu, nó chỉ mà nếu mà cây lê nhá, ở trên Phố Bảng nhá, người ta lại không để to như cây nhà cậu đâu mà cắt. Cây lê ở trên trại giống ấy, còn lê dân thì người ta mới để cao cao như kiểu cây nhà cớ nhà cậu kìa. Còn lê kia nó uốn cành uốn kia tầm tay với này thôi. Cành tầm tay với nó mới bọc được. Còn ở Phố Bảng thì nó được cái thuận lợi là nó lạnh, không có ong. Không có ong châm nên là không có gì châm cả, nên là lê bị thối quả rất, rất tốt luôn. Không cần phải bọc biết gì cả, cành cao thoải mái, trèo được hái được. Không phải thuốc thang gì. Nó lại như thế cơ. Cây lê nó là đặc điểm của nó là phải ưa lạnh một tí thì mới được. Bây giờ với cái địa hình như thế này thì trồng được khoảng, nếu mà trồng được cây ăn quả thì nó hiệu quả hơn cái cây ngô đấy. Cây ngô ví dụ như từ đây sang đến cái chỗ đầu nhà xính kia quay lại đây chắc khoảng được tầm, giỏi lắm thì được tầm 8 bao. Đấy, được tầm 8 bao thì 8 sinh với giá khoảng đâu đó 100. Chỗ này không được 8 bao. Được 800 nghìn. Đấy, cứ tính là được 8 bao thôi. Đây là người ta còn làm không tốt đâu. Nếu mà làm tốt hẳn đấy thì mới được này. Chứ còn làm như này chắc năm nay thu được khoảng tầm 6 tỷ tấu là cùng. Thế thôi. Đúng không? Từ đây đi thôi thì kia đi chỉ thôi. Chỉ cứ tính là khoảng tầm 5-6 sinh thôi. Đáng trị giá là 5-600 mà canh tác từ đầu cho tới giờ bây giờ mới được có 5-600 nghìn. Đúng không? Bằng một tạ lê thôi. À đâu. Bằng 60 cân. Bằng cứ tính là một tạ đi cho thoáng đi. Đúng không? Đấy. Một triệu. Một tạ lê. Đấy. Xính thấy thế nào? Thích trồng ngô hay thích trồng cây ăn quả? Thích trồng cây không? Nhưng mà trồng cây là phải chăm sóc đấy. Phải có kỹ thuật một tí. Hiểu chưa? Cái đấy học được, chú sẽ dạy được. Mình có thể là trồng thử nghiệm đâu đó khoảng tầm 50 cây trước chẳng hạn. Đúng không? Nếu mà quyết được hôm nào mình hỏi thêm em cớ nữa. Vâng. Vì liên quan đến đất đai thì mình đúng rồi, cũng lằng nhằng kiểu này. Đúng rồi. Nó lại phải hỏi người lớn á. Lại liên quan đến nhiều người nữa, sau này lại cùng cả bên này là còn bảo của cả bí thư quả nữa, sợ là cũng rất là khó. Nên là nếu mà của các cháu hết thì mình yên tâm, mình không sợ. Vâng. Đúng không? Có thể mình chỗ này vẫn trồng được khoảng 100 cây được. 100 cây được không? Thoải mái được. Thế thì 100 cây được không? Được đấy nhỉ. Bởi vì những cái mép ở dưới đấy thì nó đã trồng được bao nhiêu cây rồi còn gì nữa đúng không? 20 cây, 40 cây, 60 cây, tầm 100 cây. Tầm gần 100 cây. 100 cây thì nó mới to được, đến lúc là xính lớn lên. Tính quy mô một tí đúng không? Bây giờ là 18, 14 tuổi, là 4 năm nữa là 18 tuổi là lúc đấy con lê đi bán rồi. Ít nhất phải 5 năm mới có quả nhá. 5 năm mới có quả. Trong khoảng thời gian đấy thì mình vẫn có thể trồng xen canh cái cây ngô này được. Vẫn trồng được bình thường mà, vẫn trồng được. Trồng được bình thường. Nhưng mà luồn lách tí thôi nhỉ. Đấy, thực ra thì không cày bằng ấy được, không cày bằng bò được rồi. Ừ. Là phải cày bằng máy cày hoặc là làm thủ công thôi, là làm giấy thôi, giấy cỏ thôi. Lúc đấy ở nhà thì nuôi dê, nuôi bò thôi. Phải không? Hà Xính. Chỗ này đi xuống được không? Từ chỗ này đi à? Từ chỗ này là đất của Xính à? Dưới nữa chứ. Từ đây đi à? Trên nữa à? Ôi, tận chỗ nào? À, cái khéo là trên, từ trên nữa đi. Đi hẳn trên này đi. Từ trên này xuống khả năng là đến cái chỗ gốc cây gạo đến này. Đấy. Khá là rộng vậy nhỉ. Thế là 100 cây thì thoải mái luôn. Như đợt trước là kênh của anh Thắng là cũng đã từng làm cái mô hình cây thanh long ấy, quả thanh long ấy. Vâng. Nhưng mà thanh long ở đây thì có thể là bỏ qua thôi. Không phù hợp với điều kiện thời tiết đây. À. Chỗ này đến chỗ những mỏm đá kia à? Có phải không? Từ đây từ đây chỗ tay xính xuống dưới này thôi á. À, chắc chéo đi kia. Chéo đi chỗ cỏ đây này. Chéo đi chỗ cỏ kia xong rồi đến chỗ kia là chéo thẳng xuống nhà xính à? Đấy. À. Đấy chỉ cần là biết là như vậy thôi. Đấy, nó cũng một cái mảnh khá là rộng đấy. Nhỉ. Khá là rộng ấy. Bên này thì không trồng được cái gì đâu. Bên này. Ở đây đang bỏ không rồi các bác. Danh đang mọc rồi. Danh cỏ các thứ bỏ không luôn. Đang mọc hết rồi. Đang bỏ không lãng phí quá, chưa biết là trồng cái gì vào.
mấy nữa là cây kháo nhậm kia nó lại mọc lên là thành hỏng hết nương. Chắc là bởi vì là ba bạn này còn đang bé quá nên là cũng không chú cớ là cũng không kham được hết, cũng không ôm được hết rồi, nhân lực không có. Nên là những cái chỗ nào mà bỏ này là cũng có thể biết được là em cớ là không làm được rồi. Một có phần... khi đợt no là có trồng ngô lên đây không Xính? Chưa có trồng ngô lên đây không? Chưa trồng bao giờ à? Đợt mẹ vẫn còn ở đây, có trồng ở đây đến đây không? Trồng ở dưới là không trồng ở đây. À, trồng ở dưới không trồng ở đây, tính tỏ là ở đây thì... Cho là đá hay? Đá. Đá à? Tùy từng chỗ chứ, có những chỗ người có vẫn có đất chứ, đúng không? Đấy thì đốt lên xong rồi mới biết được. Ừ. Đúng không? Phát xong đốt lên. Phát xong đốt lên thì mới biết được. Phát xong đốt lên. Đào hố. Nếu được thì chốt nha. Hôm nào mình gặp em cớ xem trao đổi thêm. Vâng. Xem là cái chỗ đất của cháu đến đâu nữa. Xem chỗ đất thôi. Về cái lê này thì nguồn giống mình có thể lấy ở đâu được? Phố Bảng có đầy. Có à? Có mà. Ui thì tiện lợi quá. Phố Bảng có đầy. Cậu cũng lên lấy phố Bảng vậy mà. Một cây bao nhiêu tiền một đợt cây lấy con? Lấy thì 20.000 này, 25.000 sao? Cứ tính 25.000 nhỉ. Cứ tính 25.000 đi. Là mình khác đi like đấy. 100 cây là 2 triệu rưỡi. Là chị vẫn có thể là gửi về Yên Minh cho mình. À. Đấy. Vẫn gửi về Yên Minh cho mình đi đón là lái tiến mình vào đây. Bây giờ xe khách chạy đầy thôi mà. Một cây 25.000, 10 cây 250.000 à? 100 cây là 2 triệu rưỡi à? Đúng rồi. 2 triệu rưỡi. Từ 2 triệu rưỡi thuê, chắc là thuê trồng cô hố nữa. Khoảng 2 triệu nữa. Ừ. Thì phải rơi vào khoảng 4 triệu. 4 triệu tiền vào dự án này. Ban đầu có cần phân bón các thứ không? Có chứ. Phân chuồng nhỉ? Là mình ấy là tới này là cho phân chuồng thôi, phân chuồng phân ấy mà thôi. Hàng năm là vẫn phải vun sới đầy đủ chứ, vẫn phải bón NPK cho nó chứ. Xong rồi là làm đất. Làm đất chứ, xong làm đất phát. Không thể là để cỏ này được. Để cỏ này cây chết ngay. Đấy, phát cỏ các thứ đúng không? Năm phát khoảng đôi 6-7 lần thôi. Phát những cái chỗ cỏ này các như thứ. Như mùa này là nó bắt đầu mới mọc tốt, rồi mấy hôm nữa là nó lạnh là nó không mọc rồi. Cỏ nó thế mọc chậm. Đúng rồi. Còn cái mùa mưa này nó mọc cực nhanh luôn. Thì phát thì mình cũng lựa vào những cái mùa nó vừa mới chớm mọc ấy. Xong rồi. Thế thì đằng nào mùa kia là mình cũng làm nương rồi, đúng rồi là đúng cũng phát rồi đúng không? Thì cũng phát luôn. Mới là mùa này là không làm gì kia, đang đất đang rất là để rất là phí. Nên là mình hiểu ngày hôm nay cùng với cháu Tuấn đang tính cái phương án như thế. Không biết là mong rằng là video này lên sóng là tiếp tục nhận được những cái phản hồi của các cô các bác quý khán giả đóng góp ý kiến cho Minh Hiếu cũng như là cháu Tuấn để có một cái dự án đầu tay, dự án gọi là quy mô nó hơn lớn một chút. Nếu mà có mà 100 cây lê mà như cái thời điểm năm nay mà có quả ấy thì là Xính thu nhập được khoảng chục triệu là ít, khoảng 10 triệu một mùa. Bây giờ đất của các cháu ấy, một năm trồng ngô thì tính đâu đó khoảng được 1 triệu. Ở ngay bên này nhá. 1 triệu là thu về. Còn là 1 triệu là thu về. Cháu không tính chi phí bỏ ra. Tiền giống này, tiền phân đạm này, tiền công này. Coi như là trồng ngô là âm đi đâu hết luôn ấy. Âm luôn, làm gì có. Coi như nữa. Là không tính công ấy mọi người. Đây cũng phải phân tích qua một chút là bây giờ trồng ngô có rất là nhiều khâu này. Thứ nhất là phát cỏ này. Xong rồi thứ hai là làm đất này. Đấy. Là làm đất là cày sới các thứ lung tung. Đấy, xong rồi là thứ ba là mua giống các thứ về này, là tốn thêm một khoản nữa này. Đấy, xong rồi là tới là còn là bón phân, xong rồi vun hai đợt nữa cơ. Đấy. Hai đợt nữa xong thu mới có là cái thành quả là cây ngô. Đấy, là như này là khoảng tầm rơi vào đâu đó 800.000 một cái mảnh như này. Thì tính đơn giản một chút là ví dụ như mà mình trồng 100 cây ngô, 100 cây lê chẳng hạn này. Ừ. Sau một năm mình có thể là không biết là thu được bao nhiêu, nhưng mà ít nhất là mình có được một tạ lê là mình đã hòm vào cái khoản là mình trồng ngô rồi đúng không? Đấy là mình còn chưa tính đến cái công mình sẽ bỏ ra là có thể là ít hơn so với trồng ngô nữa này. Trồng ngô phải mất rất nhiều công luôn. Thì tính đơn giản là như vậy. Thực ra là cây lê là nó là như thế này, nó phải ít nhất cũng phải tầm 3 đến 4 năm thì nó mới bắt đầu mới cho thu hoạch. Vâng. Là có sản phẩm. Đấy. Nó lại không giống cây ngô là một mùa, nó lại như thế. Ví dụ như cái vườn hồng nhà cậu nhá. Tính đơn giản là như vậy thôi. Đấy thì chi phí bỏ ra là khoảng độ 10 triệu. 10 triệu thì năm từ năm ngoái rồi.
năm kia rồi là đã cho thu hoạch rồi. Năm thứ tư là cho thu hoạch là như năm ngoái là thu được khoảng độ 3 triệu. Đây là quả còn nó còn chưa nhiều. Không sai. Nói chung là không phải là bởi vì là cây nó còn non, nó không có mấy. Một số cây là nó rụng sinh lý ấy. Nghĩa là cây nó không đủ chất để nuôi quả thì nó rụng bớt đi. Đấy thì năm ngoái là khoảng 3 triệu, năm trước cũng thế, khoảng 3 triệu, năm nay cũng dự kiến là khoảng 3 triệu là 3 năm thì mới được cái tiền gốc thôi nhá. Chưa có tiền lãi đâu nhá. Thì tiền lãi về sau. Nhưng mà cái đấy là những cái năm về sau. Và cái công mình bỏ ra là mình hầu như là mình không phải mất nhiều như kiểu trồng ngô này. Gì? Thực tế luôn. Kể cả ruộng bây giờ cậu cũng trồng cây vào hết, không làm ruộng, bây giờ làm ruộng nhá. Cậu cũng có một thửa ruộng, tính đơn giản nói chuyện vui vậy thôi cho các bác là tại sao là lý do là muốn đưa dự án vào cho Xính là như thế. Là một cái thửa ruộng là nghĩa là một mùa được 4 tải thôi. 4 tải. 4 tải thì nó chỉ ngang với 3 kg đúng không? 4 tải thì cứ tính giỏi lắm là được 1,2 triệu đi. Nhưng mà mình phải làm cỏ này, mình phải cũng phải phân bón này, cũng phải thuê người này, các thứ này. Thuê người này. 1,2 triệu nhá, thuê người thì mình mất đi khoảng độ thuê máy thì mất đi khoảng 200-300 rồi. 300. Cứ 300 rồi, một thửa đấy. Xong là mình còn phải cấy nhá, còn phải gặt nhá. Nếu mà như kiểu phong tục tập quán đây, mỗi lần là anh em về hộ còn phải ăn một bữa nên là âm nặng. Đấy, âm nặng luôn. Nên là coi như là cái phần công là không bao giờ tính. Không bao giờ có. Nên là tại sao là thấy, mình hiểu thấy, vào đây là thấy cháu Tuấn cũng đã, hai cậu cháu cũng đã tâm sự là cũng mấy lần rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì mới có thời gian để lên sóng video để quay một chút là cái dự tính, dự án của nhà ba cháu là như vậy. Thì tới này thì Minh Hiếu sẽ gặp em Cớ, xác định xem cái ranh giới của các cháu đến đâu thì để cho phương án cuối cùng là mình sẽ chốt. Vâng. Cây mận thì khả năng là hay có thể là mình vẫn có thể trồng cả cây mận nữa được. Tốt ạ. Xem cây nào hiệu quả thì trồng cái đấy. Mận thì nó lại nhanh hơn. Xen vào được không? Mận thì nó vào năm thứ hai cái là có quả rồi. Nó lại như thế, lê thì phải tầm 4 năm. Còn mận là năm thứ hai cái là nó đã có quả rồi. Năm thứ nhất là không nói, năm thứ nhất nó vẫn có hoa có quả bình thường nhưng quả nó không ngon. Đấy, năm thứ hai là nó có quả rồi, còn năm thứ ba, thứ tư là quả bắt đầu nó ngon. Đấy, quả nó nhiều. Đấy, cái mận nó là thế. Nhưng cái mận thì nó được cái là nó trồng dễ nhưng mà nó cũng sâu bệnh nó lại nhiều hơn cây lê một tí. Hay mình phải phun được. Đúng rồi, phun các thứ được. Mình phải phun được thường xuyên. Đấy, như cậu cháu mình tính thì cũng phải tính cái bài là được mùa hay mất mùa nữa. Đấy, nếu mà thuận lợi là như thế. Đúng không, rồi. Không sản xuất nông nghiệp thì nó nói chung là nó phụ thuộc rất là nhiều vào yếu tố tự nhiên, thời tiết. Đấy, còn mình cũng không thể khẳng định, như nhà cậu không thể khẳng định là sang năm là hồng có mùa, ai dám khẳng định. Đúng thế. Nó thời tiết nó không ủng hộ phát là nó xong ngay. Kể cả ngô cũng thế nhá. Ngô cũng thế. Kể cả ngô cũng thế. Như năm nay chẳng hạn, ví dụ minh chứng gần nhất là như năm nay là ngô là thất mùa. Năm nay ngô ở bên này có được khoảng tầm 4 củi táo kia không? Được không? Không được. Đấy, không được. Không được 4 củi táo mọi người. Nếu mà cái này tốt thì chắc khoảng được tầm 10 củi táo thôi. Là cả của cả em Cớ cả đến chỗ cây vải kia về đấy là mới được. Còn nguyên cái chỗ này là không bao giờ được. Bắp thì có to bằng cái ngón chân. Có cây nó có rồi, hôm cậu cho mình làm nhà có cây nó có quả đâu. Đấy. Về cái phần đất khá là rộng đấy nhỉ. Rộng đấy, như này ra là cậu cháu mình còn tính ở bên trên này thôi. Đấy, ở xung quanh ấy thì chỗ nào tốt thì vẫn để cho các cháu canh tác là trồng ngô. Bởi vì là các bác, bởi vì là mấy năm gần đây thì các cháu cũng không làm được đâu. Nên là toàn cho một phần là cho A Sử làm à? Có phải không? Hay là cho bác Hờ làm? Hình như là tại vì không làm được thì mới cho là chú Hờ làm nữa phải không? Phải không Xính? Chú Hờ chứ. Bác gọi là bác Hờ chứ đúng bác không? Bác Hờ à? Đấy, một phần là cho bác Hờ làm, một phần là cho chú Cớ làm. Đấy, có nghĩa làm thì vẫn sẽ chia cho Xính một ít thôi. Đấy, nhưng mà thế chứng tỏ là đất là vẫn đến nhà Hờ kia đúng không? Đến mà, đến ra gần ngay cạnh luôn. Đến nhà bác Hờ kia luôn à? Đến. Ồ, thế thì đất rộng lắm, thế thì không phải là thế thì từ đây ra kia phải tầm rơi khoảng độ 1 ha luôn. gần đấy. Rơi vào 0,6. 1 ha luôn. Đấy thì gần đến nhà bác Hờ kia là vẫn là của Xính à? Có mỗi cái phần giữa không phải đâu này, có mỗi cái phần giữa chỗ cây vải chắc chỗ về cây vải kia là của chú Cớ á, hay là chú Cớ làm của Xính?
của chú của cỡ. Đất của chú cỡ hay là chú cỡ làm nương của Sinh? Đất của chú cỡ. Chủ của chú cỡ. Thế là sao lại chia kiểu này nhỉ? Là như kiểu thành cái chữ U ấy nhỉ? Ừ. Ở cái phần giữa là lại của là của chú cỡ. Còn thế hai bên là của các cháu. Đấy, tính qua như vậy một chút xem nào. Nó sẽ rơi vào khoảng tầm 0.4 nhỉ. 0.4 hát đấy, tầm hơn nửa hát đấy, nếu mà trồng từ đây thì hơn nửa hát đấy. Mà đấy thì... không, nếu mà trồng nguyên cái ban ấy là con cháu mình xính chỉ cái là nó tầm 0.4 thôi, 0.3, 0.4 thôi. Đấy thì còn nếu đấy. Mà tận chỗ cây vải kia về là nhiều đấy, đúng không? Là nhiều đấy. Chẳng qua mình nhìn là thế thôi. Đấy, trước mắt là tính là trồng khoảng tầm đâu đó 100 cây các bác ạ, bởi vì là các cháu vẫn còn rất là nhỏ. Và đặc biệt là đất ở ngay gần nhà thì lại có mà lại không làm được. Đấy, lại để cho hàng xóm bác Hờ kia trồng một ít này, xong rồi gia đình chú cớ trồng thêm của các cháu nữa, thì các cháu chỉ lấy một phần nhỏ thôi. Đấy, trồng được thì cho các cháu một cái phần nhỏ thôi. Ra mấy năm gần đây thì các cháu cũng không có canh tác được gì cả. Thậm chí là mấy năm nữa thì có mỗi cháu Xính ở nhà thôi thì cũng không làm được bao nhiêu. Và đặc biệt là trồng cây ngô ấy thì lại không có năng suất. Đấy, năng suất nó lại không cao. Thu về thì chả bao nhiêu, mất công thì nhiều. Thì cháu Tuấn cùng với Minh Hiếu thì cũng có tâm sự với nhau một chút, xong rồi thì dẫn các cháu đi xem đất đến đâu. Và khi mà hỏi ra thì đất của các cháu khá là rộng đấy. Thì rộng cũng tính này. Ra tính là cái tới này sẽ trồng cái cây gì cho các cháu, để một phần là nâng cao cái năng suất khi mà sử dụng cái mảnh đất này, thứ hai nữa là cho các cháu đỡ vất vả hơn. Thay đổi một chút thì mình phải thay đổi được. Đấy, chứ còn không thì ở trong này thì cũng chỉ có biết cây ngô với cây ngô làm cái lương thực chính thôi. Bây giờ là như thế này, người ta không dám thoát khỏi cây ngô lại sợ là thiếu ăn. Thiếu ăn. Đấy, rất là nhiều những cái minh chứng là ở thành phố các bác là đều bỏ ruộng các thứ để trồng cây hoa quả, trồng các thứ hết rồi. Đấy, ở trên này thì bởi vì người dân người ta vẫn phải trồng cái cây ngô để mà làm cái lương thực chính, mọi người người ta không dám thoát khỏi cái cây ngô đấy. Đúng rồi. Tất cả những cái quả đồi ở đây là còn ít nhá, ở ra ngoài kia là bao nhiêu quả đồi các thứ là đều là cây ngô hết mọi người. Ngô hết. Và đây trong vòng một năm thì chỉ có được đúng một vụ thôi, chỗ nào tốt thì người ta sẽ trồng thêm một xíu nữa, làm hai vụ đấy thì rất là phí đất luôn, đặc biệt là còn vất vả nữa, chẳng ở được bao nhiêu. Ở đây là người ta canh tác cây ngô là 100% luôn, không có cây nào khác cả, nên là mình Hiếu cùng với cháu Tuấn là muốn đưa một cái cây gì đó mới vào đây để thay đổi cái nhận thức của bà con đây. Ví dụ người ta mà nhìn thấy nhà Xính mì có phát là có khi là người ta cũng chuyển sang không trồng theo, đúng không? Trồng theo đấy, trồng theo đấy. Bởi vì ở đây chưa có ai trồng cả, xem đi rất là nhiều xóm rồi, đi rất là nhiều thôn đây, người ta chỉ có cây ngô thôi. Đặc biệt là ngô, không có một cái gì rồi, khác chỉ cây, có ngô, cây ngô thôi. Còn chỗ nào thấp thấp tí thì còn một hai thửa ruộng là cây lúa. Còn đa số là chỉ có cây ngô, không có thấy cây ăn quả gì cả. Cây ăn quả thì trồng một vài cây cho vui thôi. Có lẽ là chiều ngày hôm nay thì mình Hiếu cùng với cháu Tuấn là tham khảo cái dự án là như vậy. Mong rằng là video này lên sóng sẽ nhận được những cái phản hồi của các cô các bác, đóng góp cho Minh Hiếu cũng như là cháu Tuấn, và có những cái hướng, định hướng về cây ăn quả. Đấy, thì cũng điểm qua mấy cái cây rồi. Thanh long là không được, lạnh là không, trên này thanh long là không hợp rồi. Đấy, ở đây chỉ có mận hoặc là lê thôi, chứ còn cây xoài thì cũng rất là khó, chưa thấy vào trong này. Ôi, chưa thấy nhìn thấy cây xoài nào. Cây xoài thì không được đâu, cây xoài thì lạnh là không được rồi. Lạnh là không được. Chỉ có nóng, chỗ nào nóng như ở Mỏ Duệ các thứ là được này, như chỗ nhà Vân là được này. Xoài bỏ qua. Đấy thì rất là khó, nên là mong rằng là các cô các bác đóng góp cho mình Hiếu cũng như là cho Tuấn có một cái hướng đi cụ thể, và giúp cho các cháu về tương lai. Nói chung là về tương lai, cái nếu mà năm nay trồng là phải 3-4 năm nữa mới có thu hoạch, chứ không phải là sang năm là có. Đúng luôn rồi, đâu. Chính xác. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đấy thì mình vẫn có thể trồng những cái cây khác được, xem canh đồng áng, đúng không? Rồi, đó. Vẫn trồng cây ngô được. Đấy, thì vẫn không bị phí đất, phí thì nó vẫn sẽ một tí thôi, nhưng mà mình là ươm mầm cho cái 5 năm tới này mình sẽ thu hoạch này. Đấy. Chứ không phải là trồng không đâu nhá, đúng không? Đúng rồi. Mình phải chăm sóc được nữa. Thì tính ra... cũng tính chi phí cả rồi mọi người ạ. Tính hết chi phí rồi. Đấy, chi phí cơ hội xong các thứ này kia. Đấy, thì
trồng cái cây này và cũng phân tích qua là xem năng suất nó như thế nào, và đặc biệt là nguồn giống thì nếu mà trồng cây lê ở trên này thì có rồi. Có nguồn giống tuy nhiên thì các bác cô chú anh chị là những người lớn tuổi và đặc biệt là có kinh nghiệm trong việc trồng cây các thứ, ăn quả các thứ thì có thể là đóng góp cho cháu Tuấn cùng với Minh Hiếu xem là còn có cái loại cây nào nó hợp lý hơn không. Ở đây thì thời tiết là lạnh này, lạnh. Mùa này đã trồng rau cải được đấy, thì xem là trồng cây gì là hợp lý cho các cháu đấy, thì để cho các cháu thoát khỏi cái cảnh là suốt ngày đi làm nương và đặc biệt là rất vất vả như thế này đấy. Còn bây giờ thì đúng thực sự là cũng khá là muộn rồi, trời mọi người ạ. Đấy, rất hy vọng rằng các bác cô chú anh chị sẽ có những cái đóng góp ý kiến tới cả hai kênh. Còn bây giờ thì có lẽ là xin được nói lời chào và hẹn gặp lại các bác cô chú anh chị và các bạn ở trong những video tiếp theo. Xin chào. Chỗ đây view tuyệt vời quá.